Con bọ hung xanh này không phải là một món đồ chơi dành cho trẻ em, chẳng ai biết nó đến từ đâu, nhưng đây là một dạng công nghệ sinh học cổ đại có nguồn gốc từ bên ngoài trái đất. Tương truyền ai sở hữu được món đồ này sẽ có sức mạnh rung chuyển trời đất, nhưng không phải ai cũng có thể kích hoạt được con bọ hung xanh đó. Nó có chi giác riêng và chỉ người được chọn mới có thể khoác lên mình bộ giáp siêu năng lực với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Tại cực bắc trái đất, tập đoàn quân sự COD đã tìm được một cổ vật nằm sâu bên trong khối cầu kim loại khổng lồ. Nó mang hình dáng của một con bọ hung màu xanh. Cùng lúc đó, cậu sinh viên tên James đang trên đường trở về quê nhà sau khi tốt nghiệp đại học. Vì quá sung sướng nên cậu đã đội cái mũ cử nhân lên đầu và hỏi ông lão phía sau trông mình thế nào. Ông lão liền đáp: nhìn mặt cháu trông rất thông minh sáng sủa, tương lai ắt sẽ vào tù cùng anh Bảnh. Nghe xong, nam chính liền đần mặt ra, ủa mình có đắc tội gì người ta hay sao mà nói lạng lời quá vậy. Sau đó James được gia đình đến tận sân bay đón, trong đó có ông chú Rudy với bộ lông mồm y chang lão sếp của tôi. Vừa về tới nhà, cậu lập tức được gia đình dẫn đi ăn món taco truyền thống của dân nghèo Mexico, nhưng còn chưa kịp ăn hết cái bánh thì bố bảo rằng ông đã mất việc vì chứng suy tim. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người sẽ được phát chăn gối ra gầm cầu chọn chỗ ngủ, do căn nhà của họ sắp bị ngân hàng tịch thu vì không đủ tài chính. Để giúp đỡ gia đình, James đã cầm tấm bằng cử nhân luật đi xin việc nhưng không ai thèm nhận. Thế là cậu đành phải đi cùng em gái đến nhà Victoria, bà giám đốc tập đoàn quân sự COD xin chân lao công. Tại đây, Jenny, cô cháu gái lúc nào cũng ngồi banh càng, đã đến chất vấn bà ta về dự án Omar quân đoàn chỉ có một người. Vì bố cô là ông chủ của tập đoàn COD đã quyết định đình chỉ dự án này từ nhiều năm trước, do công nghệ này có sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu không điều khiển được sẽ dẫn đến kết cục bi thảm cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, Victoria với dã tâm lớn vẫn cho khởi động lại dự án. Cứ như vậy, hai cô cháu lao vào combat miệng ngày lửa: cháu sẽ báo cho bố biết chuyện này, mày ngon thì cứ mách lẻo đi tao xem nào. Trùng hợp là nam chính cũng có mặt gần đó, thấy gái đẹp mà lại là con nhà giàu, James ngay lập tức đứng ra bảo vệ cho Jenny. Và cái kết cho chàng anh hùng là cả hai anh em James đều bị đuổi việc, nhà đã đói thì chớ lại còn chơi ngu. Tuy nhiên, phút huy hoàng đó đã giúp anh chiếm được thiện cảm của người đẹp. Jenny cảm kích trước tấm lòng trượng nghĩa của James đã cho anh số điện thoại và hẹn gặp mặt tại tập đoàn COD để giới thiệu việc làm. Sau khi biết Victoria vừa khai quật được bọ hung xanh và sử dụng nó cho dự án quân sự OMAC, Jenny đã lén lấy tấm thẻ của kỹ sư trưởng dự án để bí mật đột nhập vào phòng nghiên cứu và đánh cắp bọ hung xanh. Nhưng khi cô chuẩn bị rời khỏi tòa nhà thì James lại chạy tới hỏi cô về việc làm. Vừa hay ông kỹ sư lại phát hiện con bọ hung đã bị đánh cắp nên lập tức báo động an ninh. Không còn cách nào khác, Jenny vội vàng đưa cái hộp bánh hamburger có dấu con bọ hung ở bên trong cho nam chính. Cô còn căn dặn không được mở hộp ra và bảo anh nhanh chóng ra khỏi tòa nhà ngay trước khi nó bị phong tỏa. Về đến nhà, cả gia đình nhiều chuyện của James lại xúm vào xúi anh mở hộp ra xem. Thấy đó chỉ là một con bọ hung xanh bình thường, họ liền ném qua ném lại, cuối cùng nó rơi vào tay của James. Nó bắt đầu phát sáng và chuyển động rồi bất ngờ nhảy thẳng vào ảnh đại diện của anh. Ông chú Rudy vội lao tới giúp nhưng lại bị một luồng điện cực mạnh giật cho bắn người ra xa. Còn tầm lợm hơn khi nó chui tọt vào người của nam chính thông qua cái lỗ nhị, khiến anh chàng hoảng sợ la hét vì bị mất cái trinh đít ngàn vàng. Lúc này lưng của James mọc ra rất nhiều cái chân, mặt thì bị mớ chất nhầy đen bọc lấy, nhìn cứu tưởng như sắp biến thành một con quái vật, nhưng cuối cùng trên người anh là một bộ giáp bọ hung xanh xịn sò con bò với công nghệ ngoài hành tinh. Ngay sau đó bộ giáp bắt đầu khởi động quy trình hiệu chỉnh hệ thống. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bùng một cái, thanh niên đã bay vút lên trời cao, vượt ra khỏi cả bầu khí quyển, rồi rơi tự do như một tên lửa siêu thanh xuống đất, tiếp theo tung cánh phóng vèo vèo phá làng phá xóm. Sau đó đè bẹp một con siêu xe của thanh niên số nhọ nào đó để kiểm tra độ cứng. Cuối cùng là trẻ đôi cái xe buýt đang lao đến khiến hành khách sợ đáy cả ra máu, kiểu này ám ảnh tâm lý đến già cũng không dám đi bằng xe buýt nữa. Mong là bộ giáp này không kiểm tra chức năng thêm lần nào nữa, chứ không là trái đất chắc còn đúng cái nhỉ. Bên này gia đình James đang lo sửa chữa những thiệt hại thì thằng con báo tủ lại tặng thêm một cái lỗ mới. Sẵn tiện mua nhà mới luôn chứ ở sao được nữa, bản thân nam chính cũng trần như nhộng khi bộ giáp tắt đi. Thế là nam chính lập tức lái xe đi tìm Jenny chất vấn, nhưng vừa tới cổng tập đoàn COD thì lại thấy cô nàng đang bỏ chạy tục cả quần. Còn chưa kịp hỏi gì đã bị đàn em của Victoria tặng kẹo đồng khiến anh phải đạp hết ga hết số té gấp. Sau khi giải cứu được Jenny về nhà, cô cho biết bọ hung xanh là một thứ vũ khí cổ đại có sức mạnh đáng sợ đến mức có thể hủy diệt cả thế giới. Nó có ý thức riêng và hợp nhất với vật chủ ở cấp độ tế bào, đồng thời chỉ người được chọn mới kích hoạt được nó. Và James chính là người đã lọt vào mắt xanh của bé bọ hung này. Tuy nhiên Jenny không biết cách nào để tách nó ra khỏi cơ thể của James. Nhưng nếu trở về ngôi nhà thời thơ ấu của cô, nơi bố cô thực hiện những nghiên cứu về bọ hung xanh thì có thể tìm được cách. Vấn đề là để vào được phòng nghiên cứu thì phải cần có chìa khóa, mà nó lại được cất ở trụ sở của tập đoàn quân sự COD. Nhưng việc đột nhập vào đó là bất khả thi vì toàn bộ nơi này vừa được kích hoạt hệ thống an ninh ở mức cao nhất. Lúc này ông chú mồm lông mới tiết lộ, hóa ra chú ấy tuy thất nghiệp nhưng lại là một dân chơi công nghệ chính hiệu. Ông đang chế tạo một cái máy có thể vô hiệu hóa mọi hệ thống an ninh tối tân nhất. Nghe thì có vẻ hư trúc nhưng rất không mộ dung phục. Ai đời chế được cái máy đỉnh của chóp như vậy mà vẫn thất nghiệp? Chắc lại tính dùng cái máy này để đi nhảy tiền ngân hàng khóa. Thế là nhân lúc bà giám đốc tập đoàn COD đang tổ chức một bữa tiệc với khách hàng, hai chú cháu cùng người đẹp Jenny thực hiện kế hoạch đột nhập, nhưng cô nàng ấn nút nguồn mãi mà cái máy không chịu chạy.
phải dùng cách này cháu gái ơi. Nói rồi ông chú mùng lông liền thẳng chân đá mấy cái là nó chạy ngon lành cành đào ngay. Kết quả toàn bộ tín hiệu an ninh vô tuyến trong tòa nhà đều bị chặn. James cùng người đẹp đột nhập vào tòa nhà, còn chú Rudy ngồi trong xe canh cái máy. Hai người họ dễ dàng thâm nhập và mở tủ đựng để lấy chìa khóa, đó là một chiếc đồng hồ thông minh. Tuy nhiên khi vừa ra khỏi tòa nhà, bọn họ lại đụng độ tên cận vệ cao to đen hôi của bà giám đốc. Ngay lúc hắn lao đến tấn công, bộ giáp bọ hung đã tự kích hoạt để chặn đứng cú đấm của hắn ta, tiếp theo tặng cho đối thủ một đấm muốn đăng xuất luôn. Nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy một cách bình thường, thì ra cơ thể hắn đã được Victoria dùng làm nguyên mẫu để thử nghiệm cho dự án Omar quân đoàn một người. Nhưng bộ giáp của trái đất thì làm sao sánh với công nghệ vượt bậc của người ngoài hành tinh được cơ chứ? Nam chính chỉ cần đứng yên tạo kết giới bảo vệ cũng có thể chặn đứng quả rocket 1 giờ và dễ dàng bón hành cho hắn ta. Khi bộ giáp bọ hung đề xuất sử dụng kho vũ khí cực khủng để triệt hạ mục tiêu thì James lại ra lệnh cho nó không được tấn công. Anh chỉ muốn dùng lời nói khuyên bảo gã cận vệ dừng tay, nhưng hắn ta chẳng thèm quan tâm mà thẳng chân đạp luôn chiếc xe ép anh vào rào chắn. Đúng là thân lửa ưa nặng, muốn giải quyết êm đẹp không được thì phải hóa kiếp cho hắn thôi. Anh liên tục đi đường quyền khiến gã cận vệ chỉ biết nằm yên hưởng thụ. Cuối cùng là rút hai thanh kiếm ra để kết liễu đối thủ, nhưng James không muốn trở thành kẻ giết người nên đã ra lệnh cho bộ giáp dừng lại. Ai ngờ đúng lúc này ông chú Rudy lái xe tới. Gã cận vệ liền chơi bẩn nhắm bắn vào chiếc xe khiến nam chính lo lắng lao đến bảo vệ hai người. Chỉ chờ có thấy hắn bật dậy bay đến trước mặt anh, sau đó bắn rocket 1 giờ ngay giữa ngực khiến James không còn khả năng phản kháng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đạp nát đầu anh thì ông chú mồm lông đã lái xe lao tới. Hai người phối kết hợp thực hiện một pha hải quay xe khiến gã ta hưởng trọn nguyên cái máy vào mặt, nhờ đó mà bọn họ mới tẩu thoát thành công. Di chuyển cả một đêm dài, cuối cùng cả ba cũng đến được ngôi nhà của bố Jenny. Ở đó cô dùng chiếc đồng hồ để mở lối đi bí mật xuống phòng nghiên cứu. Trong căn phòng họ phát hiện ra những tài liệu cho thấy người được chọn đầu tiên của bọ hung xanh là một nhà khảo cổ học. Sau khi ông qua đời, con bọ hung xanh được truyền lại cho bố của nữ chính. Nhưng bố Jenny lại không được nó chọn. Tuy nhiên ông là một nhà khoa học nên đã nghiên cứu những công nghệ bên trong con bọ hung và tự chế tạo cho riêng mình những vũ khí tối tân để chiến đấu với bọn tội phạm. Cái bộ giáp Omar quân đoàn một người kia cũng xuất phát từ nghiên cứu của ông. Nhưng sau đó bố của Jenny đã đột ngột biến mất, bỏ lại cô cũng như tập đoàn COD vào tay Victoria. Bọn họ cũng biết được rằng một khi được con bọ hung chọn thì nó sẽ hợp nhất với toàn bộ tế bào của chủ thể, đồng nghĩa với việc khi James cỏ mọc xanh mộ thì nó mới chịu tách ra. Điều này khiến anh chàng hết sức thất vọng, chẳng lẽ phải liên tục khoe con chim đại bàng trong quần đến hết đời hay sao? Nhưng đúng lúc này nam chính phát hiện chiếc trực thăng của bà giám đốc đang hướng đến nhà của mình. Anh dẹp nỗi buồn sang một bên và lập tức triệu hồi bộ giáp để bay về nhà. Khi đám lính của Victoria đang uy hiếp gia đình anh, James đã kịp thời xuất hiện giải vây cho mọi người. Thấy vậy đám lính liền xả súng vào người anh nhưng chỉ như mũi đốt cột điện. Ai ngờ bà giám đốc hèn hạ kia lại nhẫn tâm hạ lệnh đổi mục tiêu vào các thành viên gia đình anh, làm nam chính phải lao xuống dựng khiên đỡ đạn. James phản công tung trưởng hạ gục đám lính và bảo mọi người mau chạy thoát. Nhưng lúc này bệnh tim của bố anh lại đột ngột tái phát khiến ông lìa đời trước sự bàng hoàng của mọi người. Còn James thì bị gã cận vệ bắn móc khóa điện từ vô hiệu hóa bộ giáp bọ hung xanh rồi bắt đi. Tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc thì bà nội của James nhanh chóng động viên cả nhà tạm gác lại nỗi đau thương vừa qua. Tụi bay hãy đứng lên theo nội đánh bỏ mẹ đám ác nhân thất đức kia để cứu cháu trai của tao về nào. Thế là bọn họ tìm đến phòng nghiên cứu của bố Jenny lấy hàng nóng chuẩn bị chiến đấu. Cô em gái thì chọn một cái găng tay vừa có thể tạo khiên vừa có thể tạo được nắm đấm khổng lồ. Còn bà nội thì khỏi phải nói đến độ chịu chơi, đạn rơi cửa Phật vạn vật nằm yên. Đứng trước gắt linh gun chúng sinh đều bình đẳng, Jenny thì chỉ lấy một viên kẹo cao su đặc biệt. Cuối cùng họ dùng phi thuyền nhìn như một con ruồi để di chuyển. Cả nhóm nhanh chóng lên kế hoạch xâm nhập vào pháo đài của Victoria trên một hòn đảo ở Cuba nơi James đang bị giam giữ. Trong khi đó, nam chính đã bị khóa tứ chi vào trong một cỗ máy. Nó cho phép trích xuất và truyền tải bộ mã của bọ hung xanh sang bộ giáp Omar của gã cận vệ, nhằm biến nó thành một phiên bản hàng pha ke cao cấp. Nhưng đáng sợ hơn là nếu thành công, Victoria sẽ sao chép bộ mã cho hàng ngàn bộ giáp Omar khác để trở thành bá chủ địa cầu. Bên này, phi thuyền con ruồi đã đáp xuống pháo đài theo kiểu không ngại va chạm. Sau đó ông chú mồm lông kích hoạt chế độ chiến đấu, thế là sáu cái chân vươn ra biến con tàu thành một con bọ máy khổng lồ. Nó chồm dậy cứ thế mà leo lên tường thành rồi tiến tới hạ gục đám lính kia bằng một pha địt thối kinh điển. Sau đó Jenny cùng cô em gái của James đu dây xuống đường hầm. Họ lần theo chỉ dẫn trên bản đồ để cài bom với mục đích phá hủy nguồn điện của pháo đài. Phía bên kia mặc cho ông kỹ sư cảnh báo rằng tiến trình trích xuất bộ mã bọ hung xanh có thể khiến James bỏ mạng, nhưng bà giám đốc vẫn nhẫn tâm yêu cầu khởi động làm nam chính đau đớn. Anh dần lịm đi và bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Ở đó James được gặp lại bố mình. Ông đã động viên khích lệ con trai phải kiên cường chiến đấu để bảo vệ gia đình. Chứ xuống đây tao tán cho vêu đầu. Lúc này sóng não của anh với bọ hung xanh đã hòa hợp làm một. Nhưng đúng lúc đó tiến trình trích xuất truyền tải bộ mã cho gã cận vệ đã hoàn tất. Và gã ta bắt đầu quá trình biến đổi nâng cấp. Ở bên dưới, Jenny cùng cô em gái đã chạy đến nơi an toàn và nhấn nút kích nổ bom phá hủy toàn bộ nguồn điện của pháo đài. Đó cũng là lúc James thức tỉnh, tay anh cũng được giải phóng khỏi những ổ khóa điện, nhưng bộ giáp vẫn chưa thể kích hoạt vì nó cần thời gian khởi động lại sau quá trình trích xuất. Ông kỹ sư sau khi thấy rõ bản chất tàn ác xấu xa của bà giám đốc đã quyết định giúp nam chính trốn thoát.
nhưng với bộ giáp Omar đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, gã cận vệ dễ dàng thổi bay cánh cửa để đuổi theo anh. Còn bên dưới đường hầm, vụ nổ đã tạo ra dư chấn làm nơi này bắt đầu sụp đổ, khiến Jenny và cô em gái bị chia cắt. James lúc này lại chạy đến ngõ cụt và đụng độ với một đám lính, nhưng bộ giáp vẫn chưa khởi động xong. Và lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì bà nội đã kịp thời xuất hiện cầm 6 nòng sấy bay màu đám lính, khiến thằng cháu chỉ biết há hốc mồm thán phục. Sau đó anh được bà dẫn về tàu đoàn tụ với gia đình, nhưng lại không thấy cô em gái cùng Jenny đâu, vì vậy đã tức tốc quay trở lại cứu hai người họ. Jenny lúc này đã bị bà giám đốc phát hiện và bắt đi. Còn cô em gái thì đụng độ với một đám lính, dù đã bật khiên chống đạn nhưng cũng không thể che chắn hết toàn thân. May mắn là James đã tìm tới cùng bộ giáp vừa hoàn tất việc khởi động. Thế là đám lính cóc lẻ ngay lập tức được cấp hộ khẩu xuống âm phủ ở. Nhưng gã cận vệ kia đã bắn một quả rocket khiến anh bay ra khỏi pháo đài. Hắn cũng lập tức phóng theo để đọ sức đọ tài với anh. Tuy chỉ là hàng nhái nhưng sức mạnh của gã ta đã tăng lên đáng kể. Mà bọ hung xanh cũng hao tổn khá nhiều năng lượng sau quá trình trích xuất nên James không phải là đối thủ của hắn. Anh bị đánh cho như con không đẻ, như mẹ ghẻ hành hạ con chồng. Cuối cùng nam chính hợp nhất hai thanh đao lại để tạo thành huyền thiết trọng kiếm của quá cục có sừng. Bổ một phát như trời giáng, hất văng kẻ thù bay xa hàng trăm mét, rồi nhanh chóng lao đến bổ thêm một nhát, nhưng hắn đã đỡ được, không những vậy anh còn bị hắn xiên vào bụng. Trong khi đó Jenny bị Victoria bắt lên trực thăng đưa đi, còn James lúc này đã cạn kiệt ý chí chiến đấu. Trước khi tung đòn kết liễu, gã cận vệ đã tặng anh một câu: thứ tình yêu mày dành cho gia đình nó làm mày trở nên yếu đuối. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dùng tay thì ông chú Rudy xuất hiện ném đá tới tấp vào mặt hắn và không ngừng khiêu khích. Gã ta tức giận bắn luôn một quả rocket về phía chú mồm lông. Chứng kiến kết cục thảm khốc của chú Rudy, nam chính đã nổi cơn thịnh nộ, nhờ vậy mà có thể vực lại ý chí chiến đấu của mình. Mặt khác, Jenny trên trực thăng đã dùng kẹo cao su đặc biệt để trốn thoát, đồng thời cũng kéo luôn bà cô ruột thừa rơi xuống cùng. Trong cơn thịnh nộ, nam chính dồn hết sức lực bắn một luồng năng lượng cực đại ngay người đối thủ, khiến hắn không còn khả năng chiến đấu. Sau đó anh điên cuồng lao tới tấn công đối thủ một cách không thương tiếc, nhưng khi James định vung kiếm đâm xuống đầu gã cận vệ để rửa hận thì bọ hung xanh lại ngăn anh lại. Nó tiết lộ về những ký ức thời thơ ấu của gã ta, thứ mà nó đã thu thập được trong quá trình trích xuất truyền tải bộ mã. Qua đó anh và gã cận vệ biết được rằng hóa ra mẹ của hắn đã bị giết bởi một vụ đánh bom của chính tập đoàn quân sự COD, và cả việc bà giám đốc đã lợi dụng để thực nghiệm một nguyên mẫu Omar trên cơ thể hắn. Biết đối phương cũng chỉ là người bị hại nên anh đã đồng ý tha mạng cho gã. Trước khi bỏ đi, nam chính đã nói rằng tình yêu tôi dành cho gia đình chính là nguồn sức mạnh của tôi, đó cũng là thứ mà ông còn thiếu. Sau khi hiểu rõ bản chất của Victoria, gã cận vệ đã quay lưng lại với bà chủ và kích hoạt chế độ tự hủy của bộ giáp để xóa sổ toàn bộ dự án Omar và bà ta khỏi cõi đời này. Cuối phim, Jenny và gia đình James thoát khỏi hòn đảo an toàn. Nữ chính tiếp quản tập đoàn của bố mình và hứa sẽ khắc phục mọi hậu quả mà bà cô ruột thừa đã gây ra. Cô cùng với James cũng trở thành một cặp đẹp đôi cho tới khi có người thứ ba xuất hiện. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.